Quý vị thân mến, chúng ta khi bước sang tuổi 30 thường xem nhẹ tình trạng chóng mặt, khó chịu, mệt mỏi hay quên, dễ nổi nóng. Nhiều khi cứ nghĩ là do mình thiếu ngủ hay stress, nhưng thực tế đó là những biểu hiện khi mà cơ thể đã tích lũy quá nhiều độc tố, đặc biệt là chất độc từ thực phẩm bẩn, khói thuốc lá và từ máy móc thiết bị như là điện thoại, iPad. Thế nên khi cơ thể có 11 dấu hiệu sau đây, bạn hãy nghĩ ngay đến việc cơ thể mình đã bị ứ độc và việc làm sạch cơ thể là rất cần thiết. Để hiểu hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua video sau quý vị nhé. 11 dấu hiệu tố cáo cơ thể bạn đã tích lũy quá nhiều độc tố. Thứ nhất, thường xuyên đổ nhiều mồ hôi. Khi cơ thể trong tình trạng quá tải bởi lượng độc tố tích trữ, chúng sẽ khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân làm cho cơ thể bị nóng và tăng cường hoạt động của các mô mỡ. Lúc này, cơ chế đổ mồ hôi sẽ bắt đầu hoạt động nhằm đẩy bớt độc tố ra khỏi cơ thể qua da. Nếu bạn thường xuyên đổ mồ hôi mà không có lý do, thì chúng chính là dấu hiệu khi cơ thể có quá nhiều chất có hại đấy. Thứ hai, béo bụng. Những ngấn mỡ thừa xuất hiện ở vòng 2 không chỉ là dấu hiệu của chứng thừa cân, mà chúng còn là biểu hiện cho biết cơ thể đang tích tụ nhiều chất có hại. Những độc tố này sẽ làm biến đổi lượng đường huyết và cholesterol gây tích mỡ ở dưới vùng bụng. Nếu những ngấn mỡ thừa xuất hiện ngay cả khi bạn có chế độ ăn ít chất béo, thì chắc hẳn cơ thể đang cần được thanh lọc ngay đó. Thứ ba, mất ngủ. Mất ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp và gây ra rất nhiều phiền toái cho những ai mắc phải. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua và không biết rằng chúng có thể chính là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang tích tụ quá nhiều độc tố. Do độc tố làm giảm lượng melatonin là nguyên nhân của chứng rối loạn giấc ngủ. Lúc này, các phương pháp detox hay tập luyện thể thao nhẹ nhàng sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể và nhanh chóng lấy lại được giấc ngủ ngon. Thứ tư, xuất hiện các vấn đề về da. Dù thường xuyên chăm sóc da, nhưng bạn vẫn gặp phải các vấn đề về da cũng là một dấu hiệu của sự tích tụ chất độc trong cơ thể. Khi đó, bạn sẽ thấy da khô hơn và thường xuyên bị dị ứng hay phát ban. Mụn trứng cá cũng được dịp biểu tình khi cơ thể tích tụ quá nhiều các chất có hại. Tuy nhiên, những cách chăm sóc da bên ngoài lại không giúp cải thiện tình trạng làn da. Thay vào đó, bạn hãy thực hiện các phương pháp detox từ bên trong để nhanh chóng thanh lọc cơ thể và giúp làn da khỏe đẹp hơn. Thứ năm, lưỡi có màu vàng và trắng. Lưỡi là một bộ phận rất nhạy cảm và giúp dễ nhận biết các tình trạng sức khỏe. Ở những người khỏe mạnh, lưỡi thường có màu đỏ nhạt và hồng. Khi lưỡi xuất hiện nhiều bột trắng hay chuyển sang màu vàng, chính là lúc báo hiệu cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố. Kèm theo đó là tình trạng hơi thở có mùi khó chịu. Do đó, bạn hãy thường xuyên chú ý đến sắc màu của lưỡi để nắm bắt kịp thời tình trạng sức khỏe. Thứ sáu, mệt mỏi, đau nhức cơ bắp thường xuyên. Mệt mỏi hay đau nhức cơ bắp thường xuyên cũng là một dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tích tụ nhiều độc tố. Ngay cả khi bạn ngủ ngon giấc, ăn uống đầy đủ thì tình trạng này vẫn có thể xuất hiện. Lúc này, thanh lọc cơ thể kết hợp luyện tập sẽ giúp bạn loại bỏ vấn đề trên hiệu quả. Tuy nhiên, hãy lưu ý thanh lọc cơ thể bằng các phương pháp phù hợp và an toàn cho sức khỏe nhé. Thứ bảy, chứng viêm trong cơ thể. Các chất độc tích tụ trong cơ thể có thể gây ra một loạt các chứng viêm. Tình trạng viêm có thể dẫn đến rối loạn sức khỏe, gây ra các bệnh như bệnh hen suyễn, bệnh tim mạch, viêm khớp, bệnh Alzheimer. Nếu một cá nhân đã bị bất kỳ bệnh nào trong số các bệnh nói trên và cơ thể tích tụ nhiều chất độc, thì có thể làm cho tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Thứ 8. Vấn đề nhận thức. Nếu rơi vào tình trạng cơ thể phải chịu quá nhiều độc tố thì có thể dẫn đến nhiều vấn đề nhận thức như mất trí nhớ, thay đổi tâm trạng và suy nghĩ luẩn quẩn hoặc không thể suy nghĩ rõ ràng. Dư thừa các chất độc hoặc tiếp xúc quá nhiều với chất độc cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự như bệnh mất trí nhớ, thậm chí là ở những người trẻ. Thứ 9. Các vấn đề ở đường tiêu hóa. Đường tiêu hóa là một bộ phận quan trọng trong việc loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể. Khi mức độc tố trong cơ thể tăng lên, bạn có thể thấy xuất hiện các triệu chứng như táo bón, trĩ, loét dạ dày, đau ở vùng bụng, khó tiêu và viêm ở ruột thừa. Thứ 10. Mất cân bằng nội tiết.
Xenoestrogen là một loại estrogen nhân tạo được đưa từ bên ngoài vào cơ thể. Khi vào cơ thể, xenoestrogen có xu hướng hành động như nội tiết tố nữ estrogen và có thể gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố ở người phụ nữ, dẫn đến các triệu chứng của viêm màng dạ con và hội chứng tiền kinh nguyệt. Ở nam giới, chất độc này có thể làm giảm số lượng tinh trùng bằng cách nâng cao mức estrogen. Thứ 11. Táo bón. Khi ăn thực phẩm, chúng ta vô tình tiêu thụ rất nhiều hóa chất đi kèm với chúng, chẳng hạn như chất bảo quản, chất tạo màu, hương liệu nhân tạo. Ruột được giao nhiệm vụ tiêu hóa cũng như phải đối mặt với các chất độc này. Sự tích tụ các độc tố đó trong thời gian dài có thể dẫn đến đau bụng và táo bón. Ăn thực phẩm hữu cơ, hạn chế uống rượu và cố gắng uống nhiều nước sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Khi có các dấu hiệu trên, bạn hãy làm sạch cơ thể ngay lập tức. Sau đây là thời gian và phương pháp giải độc tố. Theo quy luật dưỡng sinh 12 giờ một ngày của y học cổ truyền Trung Hoa, thời gian buổi sớm giờ Mão, tức là khoảng từ 5 đến 7 giờ, buổi trưa giờ Ngọ, từ 13 giờ đến 15 giờ, buổi tối giờ Dậu, từ sau 17 giờ chiều đến 19 giờ tối, lần lượt là thời gian mà đại tràng, đường ruột, thận bắt đầu giải độc. Vào lúc này có thể uống nhiều nước hoặc uống trà xanh để đi tiểu thải độc tố ra ngoài. Nước uống theo mùa để giải độc tố. Mùa xuân nên ăn giá đỗ, dâu tây. Mùa hè nên ăn chè đậu xanh, cháo đậu xanh, ăn nhiều bí đao, dưa hấu, măng tre. Mùa thu nên ăn lê để giúp lợi cho phổi. Mùa đông nên ăn nhiều gừng sống để giải độc. Có thể ăn cà rốt, bắp cải cũng giúp giải độc. Giữ cho cơ thể ba thông, đại tiện, tiểu tiện và mồ hôi là ba con đường thải độc tố tự nhiên của cơ thể, luôn phải giữ cho được thông suốt. Đại tiện giúp thải 50% lượng độc tố ra ngoài cơ thể, nên hình thành thói quen đại tiện đúng giờ. Thông thường mỗi ngày ít nhất nên ăn 500g rau xanh. Ăn một bữa ăn chứa các loại ngũ cốc sẽ có thể giúp bạn tránh xa khỏi bệnh táo bón. Giải độc cơ thể bằng đậu xanh. Cho đậu xanh còn nguyên cả vỏ hầm chín, chắt phần nước đậu xanh đó nấu với trứng gà, đậy nắp và để trong tủ lạnh 2 đêm. Có thể sử dụng giúp hạ hỏa, giải độc tố rất hiệu quả. Nhiều người áp dụng chế độ thanh lọc cơ thể lại cảm thấy cơ thể mệt hơn và vì vậy không tiếp tục áp dụng chế độ này. Tuy nhiên, cơ thể mệt mỏi sau khi thanh lọc chứng tỏ bạn đã thanh lọc thành công. Bạn có thể đau họng, chảy mũi, mệt mỏi và đau nhức cơ thể khi thanh lọc cơ thể. Đây là kết quả của hệ miễn dịch phản ứng với chất độc. Uống các loại trà thảo dược và ăn súp để giảm bớt những triệu chứng này nhé.